Welcome back to my channel, Cường Kênh Cục Official. Hôm nay mình có dịp đi tham quan ở vườn quốc gia là Nam Cát Tiên các bạn. Thì mình có check in ở cái khu resort là Orchard nha. Đây được xem là resort lớn và đẹp nhất ở khu vực rừng Nam Cát Tiên nha các bạn. Và điều ấn tượng với mình không phải là khu resort đẹp, sang trọng hay là cảnh quan thiên nhiên gì hết, mà đó là một chú chó mặc xệ ngang nằm trước cái cửa reception nè. Và sau khi mà mình tìm hiểu mình mới biết á, là đây là chú chó thuộc giống của Trung Quốc, gọi tên là Sapi nha. Mà tên tiếng Việt của mình hay gọi là Sabi á, tức là sa là xà xuống, còn bì tức là da nó sẽ xà xuống đó nha các bạn. Mình xem một số tài liệu trên mạng á, thì chú chó này có thể là bị lai rồi. Tuy nhiên là cũng phải giữ lại nguyên bản, nó cũng khoảng là 80-90% á. Mấy bạn thấy không, nó y như một cục mỡ á, nên là mình cứ kêu là cục mỡ thôi. Mấy bạn thấy cái bàn chân với cái mặt của nó không? Trời ơi, nó ú nu, ú na, ú nần luôn. Và nó màu trắng, có thể là do thời tiết ở đấy của mình nó hơi nóng. Thì khu vực rừng Nam Cát Tiên á, thì nó nằm ở Đồng Nai, nó cũng giáp gần giáp ranh với lại ở Lâm Đồng. Tuy nhiên là khí hậu nó cũng còn nóng nên không có mát, nên là có thể là chủ người ta sẽ cạo một ít lông. Nên là nhìn nó và nó trắng nữa nên là nó có bị mẩn đỏ hay gì là mình sẽ thấy liền. Nhưng mà thật sự chú chó này là được, rất là được cưng luôn á. Ở khu resort 5 sao là nó là bá chủ ở đây luôn rồi. Rồi mấy bạn thấy nó đã không? Trời, da của nó là rờ vô là mềm, nũng nỉnh, rất là thích luôn. Rồi mấy bạn thấy cháu mình nó chơi với con chó không? Nó thấy nó cứ rờ nè. Con chó thì rất là hiền luôn, giống này rất là hiền. Đó, bạn thấy cái bàn chân của nó không? Trời ơi, nó múp míp luôn. Cái này ai mà yêu thích chó ngồi rờ nó nguyên một ngày luôn, không là rất là đã tay luôn á. Con mắt của nó là ha, mở nhìn thấy điều muốn hổng lên luôn nha mấy bạn. Đây, nó ngồi đây, đây, đây. Cháu của mình là nó cứ rờ cái đuôi của con chó. Với mấy bạn chứ xíu, mấy bạn mà coi nó đi nữa nè. Nó đi cứ ụt ịt á. Nhìn y như cục mỡ luôn, gọi là mỡ tràn bờ đê luôn. Đó rồi mấy bạn nè, coi chuẩn bị nó đi nè. Trời ơi, nó u na u nần, nó mập. Da của nó là dày một khúc luôn. Không hiểu, đó coi nó đi kìa. Trời, mấy bạn thấy không? Kiểu như là sumo mà sau khi tập xong rồi giảm cân á, da trùng lại á. Nhưng mà cái giống chó nó là như vậy nha mấy bạn. Mấy bạn thấy cái chân của nó không? Trời ơi, da nó xệ xuống luôn. Ở mình thấy nó là mình rất là thích và mình cứ đi theo nó, mình quay thôi. Bỏ việc mà check in, check out khách sạn gì luôn, bỏ hết. Cứ đi theo rờ với quay nó thôi, coi nó đi kìa. Nó ra nó phơi nắng kìa. Ụt qua ụt lại đó, trời ơi, mấy bạn thấy cái bàn chân của nó kìa, mấy cái cục mỡ kìa. Đúng rồi, là xa bì luôn. Da xà xuống đất. Coi nó đi, nó nằm nè. Đó, mấy bạn thấy không? Là một cục vậy đó, một mình là bá chủ thế giới luôn. Ai đi qua đi lại cũng nhìn hết. Con cháu mình rất là thích luôn, cứ đi theo rờ con chó thôi. Rồi rờ nó nè. Là mình về nhà mình search trên mạng mình mới biết nó tên là Sapi nha. Chứ thật sự là mình gặp nó là gặp lần đầu tiên giống chó này luôn. Sau đó mình tìm hiểu mình mới biết nha. Lên Google search là chó da nhăn, chó mặt nhăn, rồi nó mới ra được cái giống chó này. Đó, okay. Anh này là chỉ có ăn và ngủ thôi, chứ thấy là không có giữ nhà giữ cửa gì rồi đó. Không có sổ gì hết, ai lại cũng không quan tâm thấy sự sự đời gì hết, cứ nằm chơi thôi. Cậu cháu mình nè, nó ngồi nó chơi này, hồi nó bò y như một theo con chó luôn. Nó cứ nằm xuống nó nhìn luôn nè. Đó, đó coi nó kìa. Mà trẻ em á, thì mấy bạn nên là cho tiếp xúc với động vật nha. Có nghĩa là thứ nhất là tăng cường sức đề kháng nè, khỏe mạnh á. Thật sự mấy con chó này mà mình tắm rửa chích ngừa sạch sẽ thì rất là sạch luôn nha. Chứ mình đừng có nghĩ là con chó nó dơ. Và khi mà trẻ mà chơi với lại động vật á, mình sẽ thêm được cái tình yêu thương nè. Rồi có biết mà bảo vệ, che chở hoặc là tập cho ăn đồ này nọ á. Chứ mấy bé mà ở một mình được cưng chiều rồi cứ nghĩ mình là trên hết thì cũng không nên. Nên là nếu mình quyết định mình sinh một đứa con á, thì tốt nhất là mình phải nuôi thêm con chó con mèo. Để mà biết là phải chia sẻ tình yêu thương đồ này nọ, ăn là phải cho chó ăn đồ này nọ, thì nó sẽ tốt hơn cho vấn đề là phát triển của mấy bé à.
Cháu nhà mình thì ở nhà là có nuôi chó này nên là nó nhìn con này nó rất là thích luôn. Coi coi nó nằm kìa, da trùng xuống rờ nó là hả, mát lạnh luôn mấy bạn. À ơi, nhìn như vậy y như một con sâu vậy đó. Nhìn vào mấy bạn, nhìn cái mặt nó kìa, y như một con sâu vậy đó, như con sâu mùa nhồi bông á. Coi nó rờ cháu mình, nó rờ nè, nó cứ đi theo, nó rờ qua nó rờ lại hoài luôn. Mà con chó này thì tâm bất biến giữa dòng đời đồ vạn biến nha, có nghĩa là không quan tâm tới sự ai muốn làm gì làm, khách cứ đi ra đi vô tôi cứ nằm đó đó, ai làm gì làm, không nghe tiếng sủa gì luôn mà cũng không mắc đuôi luôn. Bởi ăn ở không, không tập thể dục, lười vận động nên là ú nù luôn nha mấy bạn. Rồi sau một hôm mà chơi chán rồi thì mình sẽ đi nhận phòng nha, thì mình sẽ quay sơ mấy bạn thấy được cái khu resort mình ở. Thì mình nhận phòng xong thì do khuôn viên rất là rộng nên là mình thì bắt đầu mình đi bằng xe điện nha. Thì đây là cảnh mà từ khu vực chính là sảnh chính reception đó, mình sẽ đi nhận phòng bằng xe điện nha. Tại từ cổng mà vô tới cái chỗ phòng thì cũng hơi xa, chắc cũng tầm 500-600 mét á, nên là di chuyển là bằng xe điện hết. Rồi ai mà thích đi bộ tập thể dục thì đi. Và xung quanh đó thì thứ nhất là có đồi núi nè, nhìn rất là đẹp. Và đặc biệt là trong khuôn viên của resort này thì trồng rất là nhiều cây ăn trái nha, đặc biệt là vú sữa, có vú sữa tím, vú sữa trắng nè, rồi trồng bắp nữa. Mấy bạn thấy cái bắp không, trồng bắp nè, trồng dừa nè. Đặc biệt mình vô đây mình sẽ được hái những loại trái cây này mấy bạn, tức là nó chín là được, cái là vú sữa chín thì mình hái mình ăn, trái bắp nhưng mà nó già rồi mình hái mình luộc được luôn chứ không phải là không được nha. Và đặc biệt là có trồng bưởi nữa nha. Thì cái này mình quay sơ thôi, mình sẽ có một cái clip review về chuyến đi của mình nha, là khu vực rừng Nam Cát Tiên. Thì chỗ resort này mình ở cách rừng quốc gia Nam Cát Tiên là khoảng 7-8 cây gì đó. Rồi mình ở, mình check in khách sạn trước, rồi buổi chiều là mình sẽ tham quan vừa rừng quốc gia. Thì trong đây nó có cái hồ bơi vô cực rất là đẹp luôn, chút xíu nữa mình sẽ quay hồ bơi vô cực nha. Còn đây là cây vú sữa nè, thật sự zoom lên đó mấy bạn thấy trái quá là nhiều luôn á. Đây mùa này là mùa vú sữa nha, và mình không nghĩ ở trên khu vực này trồng trái cây và tốt và nhiều như vậy luôn á. Nó có mận này nhưng mà mùa này không phải mùa mận đó mấy bạn thấy không. Đây là cái con sông Đồng Nai đầu nguồn á, khoảng đầu nguồn á. Sông này là sẽ chảy qua khu vực rừng Nam Bắc Tiên á, còn mình ở khu vực này là phía đầu, là ở ngay resort nè. Mấy bạn thấy được cái hồ bơi vô cực nè, nhìn rất là đẹp luôn đó, chụp hình sống ảo là bao đẹp luôn nha mấy bạn. Rồi xin chào các bạn nha, mình sẽ hẹn các bạn video clip thứ hai, mình sẽ review về chuyến đi. Nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh của mình nha, kênh của mình là Cường Ken Cúc Official nha các bạn.